Bây giờ chỗ ra coi. Sao có con gà nào đó vậy? Ôi má ơi, nhà quen mà có gà đâu đây vậy trời. Mà nhìn con gà này đó, nó rất là yếu ớt luôn. Mà gà màu trắng nó mới ghê chứ. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại ngôi nhà bỏ quen. Thì ngôi nhà này là ngôi nhà của hai vợ chồng bác sĩ đó nha. Thì như cách này khoảng là một tháng trước mình có đến đây mình ghi hình. Và mình vô tình gặp một vong ở trên Lao Phong. Thì như hôm đó là mình phiên họ dữ lắm luôn. Để cho họ xuống để mình cúng kiến cho họ dùng. Nhưng mà hôm đó họ cố chấp họ không xuống cả nhà. Thì mình không biết vong hồn đó là vong hồn như thế nào. Theo mình đoán á, vong hồn đó là từ nơi khác đến thôi. Chứ cô bác sĩ thì không có ở đây đâu. Chắc có thể là bà bị mất. Rồi con cháu của bà cũng đưa bà về chùa rồi. Thì hôm nay á, mình không phải là mình muốn vào cái ngôi nhà này để ghi hình đâu cả nhà. Hồi nãy mình đi ngang cái ngôi nhà bỏ quen này nè, là nó có một cái chiếc xe Honda, nó rất là kỳ lạ luôn. Họ chạy xe kiểu như bị mất tập trung đó các bạn. Họ nhém ổn mình luôn rồi. Trời ơi, nói chung là hồn vía của mình nó bữa nay á, nếu mà còn cái mạng mà ngồi ở đây mà nói chuyện quý anh chị và các bạn và ghi hình YouTube về tâm linh cho quý anh chị xem, đó là phước đức ông bà nói chung là để lại ba đời mới còn ngồi đây đó cả nhà. Hồi nãy mình nói thật, mình đang chạy xe ha, có chiếc xe nó chạy quên vô nè, cái mình mới bóp kèn cái kim cái đầu nó mới néo qua thôi là xong luôn các bạn. Rồi bắt đầu mình mới nhìn qua phía bên ngôi nhà mẫu quen á, của bà bác sĩ á, là mình thấy có một dấu vết không lâu, khoảng cỡ 10 bữa đến 20 bữa thôi cả nhà. Dấu mà giao thông họ vẽ, thay mình thấy cái vụ tai nạn ở đây rất là nặng nề luôn. Nhưng mà mình chưa có hỏi thăm bà con ở đây là lý lịch như thế nào, vụ tai nạn đó nó có liên quan đến ngôi nhà của bà bác sĩ hay không. Thì hồi nãy mình nhìn thấy cái dấu vết, nhìn vào là nổ cục liền đó nha. Thì tiện đây mình sẽ ghi hình ở ngoài lộ cái vụ việc mà đã xảy ra, nói chung là đã từng xảy ra cách này không biết bao nhiêu bữa, không quá 20 bữa đâu đó nha, để cho quý anh chị xem ha. Thì quý anh chị và các bạn nhớ cho mình xin mỗi người một like nha cả nhà. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình. Thì tiện đây mình xin giới thiệu, mình có bán thuốc rượu so bóp, bán hộ chú Ba bên An Giang đó cả nhà, để kiếm tiền đổ xăng để đi đứng chúng gì hết. Quý anh chị nào có những chứng bệnh mà đau bá quai, đau xương khớp thì nhớ alo cho mình. Và quý anh chị nào có người thân bị bệnh trị cũng alo luôn ha. Số Weibo và số Zalo của mình để trên màn hình luôn nha cả nhà. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình. Ngôi nhà của vợ chồng bác sĩ là ở phía bên đây cả nhà. Còn hồi nãy mình không có muốn vô ngôi nhà này, nhưng mà mình cảm thấy nó có một cái điều gì đó nó bất an ở ngoài cái đường lộ này các bạn. Để tí nữa mình đi ra ngoài đó mình sẽ ghi hình sau. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào cái ngôi nhà bỏ quan này để tìm vong. Cả nhà thấy không? Ở đây có chuối luôn á, chuối sim nè, mà không ai đốn luôn. Đó, nãy mình chạy bên đó là mình nhém đó cả nhà. Để hồi mình ghi hình sau nha. Bây giờ chỗ ra coi.
Sao có con gà nào đây vậy? Ôi má ơi, nhà quen mà có gà đâu đây vậy trời. Mà nhìn con gà này nó rất là yếu ớt luôn. Mà gà màu trắng nó mới ghê chứ. Không biết phải gà gừng ta. Nếu mà phải gà gừng mình bắt nó về nuôi được đó các bạn. Mà mình tiến lại gần là nó không có chịu đi. Không lẽ con gà này là gà người ta mở cửa mã ta? Đó, nó còn đứng trống các bạn. Chắc chắn gà này là gà mở cửa mã rồi các bạn ơi. Nó yếu quá. Gà này là nếu mà ai mà bắt đem về ăn thịt là xui cả đời luôn. Đó. Mình thấy tao lại vừa nhúng nhích phía trong kia cả nhà. Cả nhà thấy không? Không lẽ bên đó nó có một cái con chim hay là cái con gì trên đó ta? Nó bẻ lá dừa là mổ đó các bạn. Cả nhà thấy không? Nó nhúc nhích rõ ràng luôn ha. À, phía bên nhà quen toilet này. Này toilet cả nhà. À, không biết có vong hồn nào hay không. Có thì hãy ra đi ha. Chắc chắn là có vong. Đó, biết lắm mà. Hello, chào Hồng Linh. Ai đó? À, tôi là người đi, nói chung là chuyên đi giúp vong á và tìm hiểu về tâm linh. Hôm nay là đúng ra là tôi không muốn đến cái ngôi nhà bỏ quen này để ghi hình đâu, nhưng mà hồi nãy tôi đang chạy xe nó có một cái vấn đề rất là lạ với tôi, thành ra tôi muốn vào cái ngôi nhà quan này để khám phá và tìm hiểu thêm về cái việc mà có thể là gần đây có một vụ tai nạn giao thông á. À, chắc có thể là một là mất mạng, hai là bị thương, và nó có một cái hung ngay chỗ trước sân, trước cửa nhà của bà bác sĩ này. À, mình ở đây mình có biết về cái vụ việc gần đây có ai bị tai nạn không? Cá lớn hả? Gì ghê vậy bà? Mình nam hay nữ? Hả? Gì ghê hả? À? Trời ơi, bữa nay nói chung là trên đường của mình đi làm về tâm linh đó, rất là sốt sắng luôn á. Sáng sớm mới có 4 giờ rưỡi là mình dậy rồi, mình tập thể dục đi dậy rồi mình ăn qua cái quán mình ăn luôn, là đi ngang tới đây là 7 giờ mấy á. Tại sao bữa nay nó có một cái điểm nó rất là xui xẻo đến với tôi, nhưng mà ngược lại là nó cũng hên.
đó, tại vì nhiều khi tôi chạy xe nó mất tập trung hay là nó như thế nào á. Rồi bà nói tôi nói chung là mạng lớn. Rồi bà ở đây là lâu chưa? Cái mạng mày không lớn, không có người đỡ là hãy mày tiêu đời mày với tao. Dữ ghê vậy không? Mày có người đi tiêu chấm lưng với mày chứ. Phải không? Mà bà nói như vậy là có ý gì? Tiêu đời với bà là như thế nào? Nãy tao cố ý trong đẩy mày vậy mà mày không té. Phải không? Trời ơi, làm vậy đâu có đúng với người cõi âm. Đã mình mất rồi mà mình làm vậy nữa đâu được. Hồi xưa mình bị gì mất? Tao thấy cũng hợp nên tao mới đẩy mày vậy, mặt mạng mày lớn quá. Như vậy là gần đây là có một vụ tai nạn gì đó, nó cứ nói chung là nó có liên quan đến bà không? Gì? Ở đây cũng có tai nạn gì á, có mình tao nè. Mình ba bị gì? Bà bị tai nạn trước cửa nhà bà bác sĩ hả? Cái này mấy tuần rồi? Nửa tháng hả? Hèn chi. Thành ra trước kia tôi đi ngang đây đâu có thấy dấu vết gì đâu. Rồi tại sao bà không đi về nhà mà bà đi vô ngôi nhà quen của bà bác sĩ ở làm chi vậy? Máu này tập trà kéo rồi. Có phải bữa hổm tôi đi vô ngôi nhà bảo an của bà bác sĩ á, tôi gặp một vong đi ở trên lầu phong á, trên ốc nhà, có phải bà không? Tao đâu biết mày. Vậy hả? Bữa tôi kêu quá trời á, vậy là không phải bà hả? Kêu xuống ăn uống đi, đừng có ở trên lầu phong làm chi. Đã nhà tao nghèo khổ, tao đi làm xa xôi, tất nghiệp tao về quê. Tôi linh nam hay nữ? Chắc nữ đúng không? Tao nữ nè, tao tên Lan. Đừng nghe tội, lúc mất á. Tao 33 tuổi. Ngay 5 tuổi luôn rồi bà ơi. Bà chạy xe về tới đây bà đi một mình hay là sao? Tao đi có một bệnh tao à. Đi 2 bánh hay là 4 bánh? Bà chạy lại tới đây bị xe gì nó ịn bà? Mấy thằng chở tôm á. Mấy thằng chở tôm nó chạy tốc độ hả? Mày nghe nó chạy vậy à? Chạy quá trời chạy mà. Rồi bà nói là bà ở quê lên Bình Dương làm hả? Cũng như là mình là ở Sóc Trăng mà mình đi lên Bình Dương làm á, ở đây là địa bàn Sóc Trăng mà. Không ổn định. Công việc không ổn định hả? Về sớm hả gì? Không, tao nghỉ, tao về. Cũng như là mình ăn Tết rồi mình lên trển mình làm. Rồi công việc nói chung là người ta không có đuổi nhưng mà nó công việc không đều ha. Trời ơi, sáng làm có mười mấy ngày sao sống. Vậy hả? Lúc có làm lúc không, đúng rồi. Tính nghĩ về trồng rau nuôi cá ăn qua ngày. Nào ngờ về tới đây gặp mấy thằng chảo tôm đó nè. Vậy hả? Trời ơi.
Lúc đó là bà đi một mình hay sao? Về một mình đó hả? Ba mươi ba tuổi chồng con bà đâu? Chồng nó thôi rồi. Vậy ha, rồi con bà? Con tao khả năng nuôi, chồng nó nuôi. Năm ba con cũng lớn rồi mà. Thôi chồng lâu dữ lắm rồi. Bữa đó bà chạy xe về đây bà bị tai nạn. Xe tôm nó tông bà, mà lúc đó là bà có nhậu không? Không. Giờ đâu dám nhậu. Quá là mẹ lái không kịp. Cái gì, chở đồ nhiều quá hả? Đồ đạc tùm tùm đề đề á, sao chở hết. Bởi gì? Công an giao thông nó không bắt là may rồi. Tính nó bắt là còn sống rồi. Công an giao thông bây giờ nó đâu cho chở đồ kình cọ kình công kình, nói chung là nó hơi kình kèm xíu là nó thổi lề. Người ta bắt lại để làm chi? Để người ta giữ cái tính mạng của mình chứ đâu phải người ta lấy xe mình hay là người ta làm những công việc gì khác đâu. Người ta bảo vệ tính mạng mình mà. Vậy là bà chở đồ hút tải rồi bà ơi. Mày đâu, mày đợi đây đây. Tôi là người đi giúp vong, đã nấu rồi nãy rồi. Rồi mất lâu rồi, người nhà chưa chụp phòng đó hả? Rồi khổ quá. Nhà bảo sĩ này hôm nay vô nhìn thấy nổ cục quá cả nhà ơi. Mấy cha nội nào bị vậy quá trời vậy luôn. Bà ở đâu ta? Trời ơi. Thay mình đón á. Cái vong này họ chích quen, chích đức, chích tức, chích tuổi ở ngoài đường lộ này nè cả nhà. Rồi thành ra họ, nói chung là gia đình của họ là chưa có chục phòng của họ đi về. Thứ nhất là đi về chùa, thành ra họ còn quay quẩn ở đây để muốn lôi xe để làm gì. Thầu có chứ, trời trời, bà muốn ở đây bà lôi xe để bà, nói chung là bà muốn người ta thuế mạng bà đúng không? Bà làm vậy bị trật á. Vậy rồi cái mặt quà này nhìn thấy máu mè trắng tắt ghê trời. Quá kinh khủng vậy. Nó nghe nè, ăn uống gì không? Tôi cho ăn uống nè. Mất mới có 2 tuần à mà đi vô nhà người ta ở một giây á, chiếm nhà người ta luôn. Nhà bà ở gần đây không? Rồi, nguy hiểm lắm đó nha. Nấu chuẩn bị nước súc hết. Mở đâu không biết. Thời gian này là phải cẩn thận các bạn. Bà mới gọt bà ra mất tiêu. Quá lẹ luôn cả nhà. Mới mất có 2 tuần mà giờ thành quỷ gì ta.
Còn họ không thấy một vong như đó là vong như thế nào trời. Rồi mình đã gió mát quá cả nhà. Để mình cột cái dây dài lại và mình sẽ ghi hình cái dấu vết gần đây bị tai nạn giao thông rồi đó cho cả nhà xem nha. Trước sân này luôn đó nha, quá khủng khiếp luôn đó nhà, thấy không? Mình đâu nó dốc đâu, hồi nãy là mình chạy tới đó là mình bị dấu vết xanh đó. Trắng chứ đó 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 đó, đó. Đây là đằng kia ta. Thằng này nữa nha, trắng tươi không? Hồi nãy bà này bà nói bà mới mất cỡ 2 tuần, chắc chắn là bả rồi các bạn. Bà ra đi bà ơi. Hết chuyện tính kéo người đi giúp vong nữa, bỏ lỗi trong chất. Mình mất rồi thì mình đi về chùa để nghe kinh Phật rồi đi, chứ mình làm vong linh ở ngay chỗ cái nơi mình mất rồi mình nhớ về cái việc mà họ động mình rồi tội lỗi nó chồng chất cái lúc mà mình kéo người ta nữa, tội dữ lắm tội. Bà đâu ơi, thì kê cả nhà, bây giờ mình sẽ tìm vị trí nào để cúng kiến cho bà thôi, chưa đi tìm một vòng hồi rồi. Mỏi chân quá, cúng tự bỏ ra thôi chứ không cần đi tìm. Ngôi nhà này ngày xưa họ cất rất là nhiều tiền các bạn, nhà giàu có mà. Trên đó mình thấy có một cái ổ ong dò dẻ luôn đó nha, quá ghê gớm đó cả nhà, thấy không? Ở đây nếu mà ai giàu á thì không có ý thức là mấy cái ngấu này nó rớt xuống không cũng chết nữa. Kỳ lạ thật chứ. Thường thường mình đi vào nghĩa địa hoặc là vào nhà quen, mình gặp nhiều người vô ý thức ị bậy quá trời các bạn ơi, nhìn chưa bằng máu cục luôn. Thì thôi mình cúng tại vị trí này ha.
mình trực nhớ ra rồi cả nhà. Không lẽ cái con gà mà kéo cửa mẻ của cái bà này nó đi theo bà này ta? Gà màu trắng mà hồi nãy khoảng cỡ nửa ký rồi, 400 đến 500 gram đó cả nhà nhớ không? Phía bên đây nè. Bà ông Linh đâu rồi? Cho tôi hỏi thăm xíu rồi, có phải con gà đó là gà của bà không? Gà cái của mẹ. Thường thường mấy con gà mà họ kéo cửa mẻ đó cả nhà là họ không bao giờ mà đem về, bỏ luôn. Nhưng mà mình nghe nói mấy con gà mấy mà người khác đem về nuôi đó, đẻ rất là sai luôn. Nói chứ mình đưa ra ngoài mình đặt máy vào cả nhà. Nhiều khi mình ở đó mình đặt máy phía trong họ xuất hiện bên ngoài rất là nguy hiểm. Sợ nhiều khi những người mà họ đi đường á xuống gì. Mới vừa ra đây bà xuất hiện trọng liền. Mới vừa thấy bà đó. Rồi bà hưởng đi. Để mất phía ngoài các bạn ơi. Để chồng bỏ lấy cái mít luôn nó xong.
rồi phải không? Gà thăm xíu rồi nè, bà thấy con gà mà trắng trắng á, gà này là phải của bà lúc mà họ kéo cửa mã không, lúc người thân kéo cửa mã đúng không? Ở nhà con nè, gà kéo cửa mã đó, nó cứ ở đây suốt luôn, không đi đâu hết. Nó cũng trung thành với bà chứ. Nè bà này ra đây tôi hỏi thăm xíu bà Vong. Lúc này đi quay phim sao thường xuyên thấy quỷ áo đỏ trời. Bà đi ra ngoài này nè, bà gái nè, hỏi thăm bà xưa. Bà ra đại đi. Nói gì mày? Họ thăm xíu. Cái lúc bà mất là bà mà bà chạy xe mặc đồ đỏ hay sao mà giờ thấy bà mặc đồ đỏ vậy? Tao lụm á. Lụm gì? Lụm gì? Nó nghe nè, mộ đồ của ai đây nè. Vậy hả? Nó nghe nè, mộ của bà ở gần đây không? Mẹ, mộ tao có lụm chuối bánh kìa. Chắc ở gần đây chứ gì. Thấy họ, nói chung là người thân của bà kéo cửa mãi con gà đó, hiện giờ nó không có đi đâu được hết trơn á, nó cứ ở đây quay quẩn luôn vậy nè. Thôi bây giờ mình buông bỏ đi, mình ở đây làm chi? Có muốn đi về chùa hay là muốn đi siêu thoát chưa? Ở đây ăn chuột nữa hả? Chùa siêu thoát vậy? Chưa, đây làm gì ăn chuột khô vậy hả? Tao chưa kéo được ai, sáng giờ có kéo mày không mà mày còn mảng lớn nữa. Ở đây ăn chuột vậy ha, nè chuột ăn đi cho mày á, thử đi ngon lắm. Người thân chưa có chục phòng về hả? Bà nó nghe nè, tôi là người đi giúp Vong, bà muốn đi về chùa nghe kinh Phật tôi giúp cho bà, chứ bà ở đây làm chi? Bà kéo xe người ta tùm lum tùm la hết trơn á, rồi tội nghiệp cho người ta, rồi bà bị tội nặng thêm nữa, khó được chuyển kiếp hiểu không? Bà đâu rồi, ra đây nè. Cái số của mẹ là nói chung là không có may mắn, thành ra bà bị tai nạn rồi bà mất ngay trước cửa nhà bà bác sĩ đó.
bà này có bác sĩ sao không cứu tôi ta? Cứu gì? Bác sĩ người ta đã mất, người ta đi chuyển kiếp, mất tiêu rồi. Ai đâu ở đây mà cứu bà? Với nhà này nhà quan nữa. Hay là có ai đó bông hồng nào là tính kéo bà, rồi họ đi chuyển kiếp rồi, thí dụ gì đó. Nhiều khi ở đây ngày xưa có gây ra tai nạn nhiều quá, hiểu không? Đó. Cái lúc mà bà bị tai nạn á là bà có thấy cái điểm gì không? Trời ơi, tôi thấy ông ổng như vậy gì ra. Vậy hả? Bà né nó. Bà né nó mà cổ thì cứng nó lái qua không được. Tự nhiên lách qua sông lách lại không được, cái xong đụng với nó. Vậy là lý do ngôi nhà này có con ổng đi ra. Mấy con lận? Có một con mà bà. Một con ổng. Như vậy là số của bà nó cũng tới rồi bà ơi. Tới rồi đó. Thành ra con ổng nó ra nó rước bà đi á. Nhưng mà kẹt cái là người thân của bà chưa có trục hồn bà về. Rồi. Bà ra đây làm chi? Đứng đó nói chuyện được rồi. Ở đây sàn sàn ở đây nữa các bạn. Rồi ra đây chơi. Chuyện cho vui. Sợ ở đây hồi người ta thấy bà người ta chạy tán loạn nữa. Bà đâu rồi? Trời ơi, ngại gì không biết đã, tôi tự giới thiệu tôi là người đi giúp vong mà. Có cái gì thì cứ nói tôi giúp cho. Bà này lá thật. Bảo rồi. Muốn cái gì mà muốn cần cái việc gì thì bà cứ nói, bà núp ló trên này làm gì? Mở cần gì không? Được rồi. Bà nói gì bà qua mũ đỏ? Được rồi. Trọng bà giống tướng như tôi vậy hả? Chồng bà nó đối xử với bà làm sao mà kỳ? Tám thương bà tao mới thôi bà rồi. 33 tuổi lấy chồng được nhiêu năm? Tốt lắm mà. Bà được ông chồng bà cưới đứa bà về được nhiêu năm? Cưới được 7 năm. 7 năm. 33 tuổi 7 năm. Như vậy là lúc đó bà mới có 26, 27 hả? Rồi ở được 7 năm rồi mới thôi ha. Rồi bà đi Sài Gòn bà làm. Rồi bà làm được nhiêu năm ở Sài Gòn? Làm có dư không? Sao không phải trở làm về làm chi? Trời ơi, nữa ta nói
con nó ngọt tiền kìa. Nhớ hả? Ai ngờ về đi bị gì đó. Rồi cái thời gian mà người chồng cưới bà về chồng trước á, rồi bà có làm ăn gì không hay là bà có chơi bời gì không mà người ta mới thôi bà? Tại nói tối chơi gì đâu, đi chơi hụi cơ mà. Chơi hụi tốt, lâu lâu bà hốt chân hụi rồi biết nhiều tiền nói. Buồn tối đi quánh chiếc sắt nữa. Trời ơi, chiếc sắt bể nợ bà ơi. Ủa chơi giải trí hả, mấy trăm ngàn gì vậy? Vậy hả? Không lẽ anh chồng mà nó làm nó cung cấp tiền cho bà xài không xiết. Nói chung là bà lo nhà cửa không có nhiêu mà cuối cùng bà đầu tư vào cờ bạc nhiều chứ gì. Rồi thành ra họ chán họ thôi bà. Họ phải lấy, họ phải kiếm cái người vợ mới để họ xây đắp tương lai của họ chứ không phải ở với một người phụ nữ mà tương lai mịt mà mù sao đang tối sao, đúng không? Đúng không? Rồi gia đình của bà được mấy anh chị em mà mất cái này hai tuần mà người thân của mình chưa có trục phòng mình về. Nhà tao cũng đứa em mà. Mẹ già, cha già còn không? Mẹ ơi, tao không đi bán muối đâu rồi bà. Má tao thì có nằm không chỗ làm được gì đâu. Ừ. Đúng ra là bà mất tại vị trí này rồi bắt đầu người thân của bà là lắm, nói chung là đem xác của bà về là làm nắm tang cho bà xong rồi bắt đầu là họ sẽ mướn một vị thầy hay là một vị sư mượn chứ không phải mướn đến đây để trục gọi cái hồn của bà đi về chứ không có cho bà ở đây. Bà ở đây rồi bà phải vô cái ngôi nhà bổ quan này bà ngự rồi bà chờ người ta bà lôi xe rồi bà mới được đi. Cái đó cũng được nhưng mà làm vậy á nó thất đức. Về nói chung là cái nghiệp của mình nó rất là nặng á, rồi sau này mình nói chung là tội nó càng chồng chất lên đó. Thôi bây giờ cái số của mình nó cũng lỡ rồi, bỏ qua hết đi. Không nên ở đây làm cái gì, tại vì ở đây là chắc có thể là có một vong linh nào đó biến ra hình con ngỗng để làm cái việc mà cho bà bị tai nạn đó, thì vong linh kia họ cũng chật đó, họ chật thì chắc chắn họ tội họ càng chồng chất hơn nữa đó. Họ làm vong linh mà họ đi kéo xe làm cho bà mất đó, bây giờ bà mất xong bây giờ bà kéo xe người khác đó, hồi nãy bà làm cho tôi một cú mất hồn hồi nãy luôn mà. Sao bà nói gì? Đâu hồn đâu, xác tao ở đây đâu đem về đâu. Tại bà không biết chứ cái lúc mà bà mất á là giao thông tao lại đang kết là tao biết nhà bà ở đâu luôn á, rồi người ta đã đem bà đi thiêu rồi tại bà không biết đó. Nếu mà không có thân nhân là họ sẽ đi thiêu, em thiêu chứ không có chôn đó. Cảnh sát nghiệp vụ bây giờ người ta rất là thông minh, rất là nói chung á là ta nhìn biển số xe của bà là thấy số nhà bà là ở đâu, nói chung là ở đâu luôn á. Tôi làm gì có nhà cái tội lá ngoài cà phê sông đó. Cái đó cũng là một cái chòi, cũng là một cái nhà để chi, và một cái hậu khẩu của bà luôn, gia đình của bà là khi vô bà vào bà ở thứ gì trò lá hay gì cũng cần biết nó, bà phải có hậu khẩu để chính quyền người ta nắm lý lịch của bà để chi đó. Như kỳ rồi bà bị tai nạn á là họ sẽ biết là quê quán bà ở đâu, là họ sẽ
thông báo cho địa phương tại vị trí nơi bà ở để cho họ nhìn cái xác của bà là con của ai. Rồi bắt đầu địa phương của bà, chính quyền địa phương của bà mới đem xác bà về. Đó, nếu mà gia đình của bà là không có điều kiện để làm lắm tang cho bà thì họ sẽ xuất tiền ra, tiền đó là tiền từ thiện đó, hoặc là họ sẽ kêu gọi doanh nghiệp bán hàng tặng cho bà một cái hàng và áo quan để đem bà đi thiêu, là lúc đó thân xác của bà đã thiêu rồi, không chừng thí dụ vậy. Nhưng mà cảm thấy, nói chung là tôi cảm thấy vong hồn của bà là được người thân chôn á. Tại vì hồi nãy tôi có thấy con gà kéo cửa mẻ nó đi vòng vòng đây nè, có đúng không? Ủa kỳ vậy. Ừ, tại vì cái lúc mà mình bị tai nạn giao thông á, là nói chung là đang chạy xe trên đường mà nó có một cái vật gì đó hay là gì đó nó làm cái đụng là mình té xuống là bất tỉnh, là mình đâu còn biết là hồn mình là như thế nào, thân xác mình như thế nào, hồn thì mình xuất ra mất tiêu rồi. Ừ, con người mà đâu có mình, nói chung là không ai biết trước đó, là mình sống nay chết mai, nhiều khi mình ngủ một đêm sáng dậy mình cũng chết không chừng, thí dụ vậy. Bị đột quỵ hay là bị nhồi máu cơ tim hay là nó nhiều cái chứng bệnh đó, mình đang ngủ chết cứ nhắc nó, thành ra nhiều khi có người cũng bị tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông thì một ngày cả nước Việt Nam biết như vụ mà nói, có người ra đi mãi mãi, ra đi ngày ít nhất là 5-7 người, cả chục người không chừng, tùy theo những lúc mà dịp Tết này kia, hè nghỉ ăn, nghỉ hè ăn mừng ăn chơi đồ, hoặc là những cái dịp mà lễ lộc lớn á, là càng xe càng đông đúc là chết càng cao. Người nào đi du lịch thì nguy cơ mất mạng thì nó ít, còn người nào đi không ra thì nguy cơ mất mạng cao vậy thôi. Đó là một cái cách để trở về cõi âm mà. Con người mình đâu có sống hoài được. Nếu mà sống lọc vỏ như rắn thì như con rắn, trên đời này đâu có đất đâu mà để cất nhà, để ở, đúng không? Mỗi người sanh ra ba người con thôi, thí dụ vậy đó. Mà cái nước Việt Nam này là cứ sanh hoài, sanh mãi rồi không có người mất, không có người già, không có sanh lão bệnh tử, làm sao mà mất bớt nó, cả đất đâu mà ở. Sao mà đâu ơi, nãy giờ không lẽ mình nói chuyện mình, trời, cái bà này ngộ thiệt. Tôi biết bà còn ở trong cái cửa sổ đó, bà ra đi, hỏi chuyện rõ ràng rồi muốn giúp thì tôi giúp, không muốn thì tôi về, chứ cái việc mà núp ló vậy tôi đâu có chịu. Xuất hiện lại đi, bà bông màu đỏ. Bà ở đâu còn biết. Bà có ngày không? Còn cái vong mà ban đầu cách này một tháng trước mình đến đây trên mái nhà là như thế nào ta?
Đồ bông đỏ ơi, bà ra đi. Ngộ thiệt. Còn gà đâu mà không biết. Giờ thông mình đi về nha. Còn hôm khác mình có đi ngang đây mình sẽ vô phiên bà. Chứ biết sao giờ cả nhà, gà nè. Kỳ lạ không? Rồi, máy bay cả nhà nha.